năm nay công việc của vợ chồng con cũng bề bộn với kinh tế cũng hơi khó khăn nên tụi con không về quê ăn Tết được. Đây là cuộc điện thoại của gia đình chị Nguyễn Thị Chính. Họ gửi tình thương qua những hình ảnh, lời nói. Họ xoa dịu cả người ở, người chờ về một năm có công việc ổn định, có sự quan tâm, chăm lo ở nơi họ làm. Tình hình thì kinh tế khó khăn chung nhưng mà công ty vẫn cố gắng duy trì công việc của chúng tôi đều đặn, không có cho nghỉ luân phiên hay cắt giảm giờ làm như những công ty khác. Ở khu lưu trú Thiên Phát, những đứa trẻ này dù xa quê nhưng vẫn cảm nhận được cái Tết thông qua không gian văn hóa được tái hiện. Khung cảnh xuân rực rỡ, có hoa, có bánh tét, có trò chơi dân gian. Bố mẹ con thì làm công nhân, con thấy ở đây thì cũng khá vui và sôi nổi. Đón Tết xa quê, nhưng những người ở lại vẫn cảm thấy ấm áp. Đó không chỉ là sự chăm lo, hỗ trợ những phần quà, mà lớn hơn nữa là sự động viên về tinh thần để những công nhân xa quê ấy luôn có thêm động lực, hăng say lao động, sản xuất, góp sức mình vào công cuộc phát triển địa phương, nơi mà họ quyết định chọn làm quê hương thứ hai của mình.